Wow, cái gì đấy các bạn ơi? Chúc mừng bạn đã trúng quà. Bạn đã nhận được iPhone 15. What? Rồi tiếp tục cái gì nữa là các bạn ơi? Chúc mừng bạn đã trúng quà. Bạn đã nhận được xe máy điện VinFast. Rồi đây các bạn ơi, một code trị giá 80k. Rồi chúc mừng bạn đã trúng quà code 5.000 con. U ra chờ thêm cái gì đây? Voucher trị giá 100k. Và đây là các bạn may mắn trúng cái giải mini game của mình tên là Đỗ Thanh Thiên và có cái nickname đó chính là Raideni. Rồi để trúng cái gói ghost bên của mình nha. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái mini game của mình nha, đó bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và chọn gói ghost bên này. Và đặc biệt các bạn nhớ là like video và đăng ký kênh. Rồi và các phần thưởng ở đầu cái video đó chính là cái sự kiện Vinagame Reward. Đó, đạt mốc 500k, vận may đang tới. Và ở trên trang chủ Play Together đó đã có cái sự kiện đó là lấy vé quay thưởng đổi đời iPhone đó. Và chúng ta sẽ là có 500 người tham gia sự kiện thì chúng ta sẽ được các lượt quay và nhận các phần thưởng cực kỳ giá trị như là iPhone này, đã xe máy điện VinFast nha, và nhiều phần quà khác nữa. Rồi và đây cái trang sự kiện của Play Together Vinagame các bạn ơi, đó rewardvinagame.com nha. Đó các bạn sẽ vào cái trang web này và sau đó các bạn sẽ là đăng nhập. Đó, ở đây chúng ta sẽ là có những cái mức khác nhau mọi người. Đó, 300k người dùng là được một code là 80k Việt Nam đồng nè. 500k người dùng là được hai lượt quay may mắn nè các bạn ơi. 700k là một code 120k. Cộng một lượt quay và 1 triệu người dùng là được một code trị giá là 200k và hai lượt quay. Và cái sự kiện này chính là ngày 22 tháng 11 đến ngày 29 tháng 12 thì sẽ là kết thúc nha. Đó nên các bạn hãy tranh thủ vào cái trang sự kiện này để nhận các phần quà code và cũng như là quay thưởng may mắn. Ok. Và ta da, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi đó, mình đã dành 1 phút để quảng cáo cái sự kiện Vinagame Reward cho các bạn rồi đó. À, bây giờ tôi sẽ là nhận những cái phần thưởng coupon ngày hôm nay. Và những cái coupon này sẽ là nạp mới có nha các bạn ơi. Rồi 375 đá quý nè. Đó, và thêm cái trứng bít cao cấp nữa. Rồi trứng thỏ cân nè. Nói chung là cái bé trứng này mình rất là nhiều luôn, mình chưa có áp hết các bạn ơi, đã còn khổ là mấy chục trứng mình chưa có nổ ra mọi người. Ước chỉ là trong game có cái chức năng đó chính là bán trứng hoặc là tái chế trứng bé đó mọi người ơi, đã chắc là tôi sẽ là giàu to luôn. Ờ kha, đã một cái số kim cương của mình là 6928 rồi các bạn ơi, sắp sửa đạt được 7000 kim cương rồi. Đó, để tôi sẽ là kiếm cái gì đó để tôi nhận đủ 7000 kim cương nha mọi người. À, hay chưa các bạn thấy kim cương của mình lại lên màu hay không? Và ngày hôm nay là trong shop cửa hàng có cái gói kim cương nè. Gói kéo huyền diệu là 150 kim cương nè. Và có cái tóc VIP luôn. Wow, và cái gói này mình đã mua rồi các bạn ơi. Và cái gói option nhỏ này nữa, giá là 150 kim cương. Rồi gói này cũng rất là cute nè. Và nếu các bạn đang phân vân giữa cái gói option nhỏ và cái gói kéo huyền diệu kia thì mình khuyên các bạn là nên chọn cái gói option nhỏ này. Đó, cái gói này dễ phối đồ hơn cái gói kia đó các bạn ơi. Rồi đã nhận thêm kim cương nữa nè. Ủ là chờ rồi 6963 các bạn ơi, sắp 7000 kim cương rồi. Bây giờ kiếm cái gì để tôi nhận 7000 kim cương đây? Nope. Rồi mau là mở hộp thì sẽ được 20 kim cương nha. Ấm ba la thôi, 5 viên đá quý các bạn ơi. Còn hai lần nữa. Ủ là chờ 50 tiền sao? Quá là kinh khủng rồi, 3 viên đá quý các bạn ơi, đó mới được là 6971 à. Rồi tiếp tục sẽ mở cái hộp này để nhận 2 viên đá quý nha các bạn ơi. Đó trong này cũng có sẽ có kim cương cho chúng ta nhận nữa nè. Đó, hai viên đá quý này các bạn nhớ là xuyên mở hộp nha. Thì sẽ là có tiền sao đá quý hoặc là kim cương màu xanh hoặc màu đỏ. Đã thấy chưa? Mở cây có 4 viên đá quý luôn các bạn ơi. Rồi thêm tôm nữa nè. Tiếp tục thì mình sẽ là nhận kim cương trong cái giá tốt mỗi ngày nè. Mà mình không biết là vì sao cái đợt này sự kiện Black Friday không có những cái chiếc xe giảm giá mọi người ơi. Mình nhớ là năm ngoái đó, sự kiện Black Friday sẽ có những cái chiếc xe giảm giá rất là nhiều luôn, 50% hoặc là 60% luôn đấy. Mà cái đợt này là không có mọi người ơi, đấy rất là tiếc luôn đó. Nếu mà có thì mình sẽ săn thêm với cái chiếc xe nữa, tại là mình cũng chưa mua full trong xe trong shop cửa hàng đó mọi người. Và đây là cái chiếc xe mình mua năm ngoái trong cái sự kiện Black Friday này các bạn ơi. Đó, và thêm các món đồ nữa. Đó, chiếc xe là 432 kim cương của mình đây mọi người. Và giảm giá là còn 346 kim cương là các bạn ơi. Đó, chiếc xe 4 chỗ đây, siêu xịn sò đây. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe cũng là giảm giá trong cái sự kiện rap đi đây. Đó, chiếc xe là mua trần cổ điển này các bạn ơi. Rồi, chiếc này thì bán trong shop là như là 54k tiền sale mọi người. Và mình mua chiếc này như là 36k tiền sale các bạn. Rồi, tiếp tục một chiếc xe là mini blue này nữa. Đó, chiếc này cũng là bán như là 54k trong shop cửa hàng luôn. Đó, và mình mua là chính là 30 mấy k các bạn ơi, lâu quá mình quên rồi. Đó, nói chung là tầm 30k tiền sao á mọi người. Nói chung là rất là rẻ. Và cuối cùng là một trong các chiếc xe giảm giá đó chính là chiếc xe máy đây mọi người ơi. Đó, chiếc này là mình mua khoảng là tầm 30 mấy k tiền sao mọi người.
Rồi, và mình vô tình phát hiện có một bạn đã đăng trên kênh Top Top, đó chính là đập cục slime màu hồng. Đã chơi cái cục đá đây các bạn ơi. Rồi, lúc trước là mình có gặp cái con slime này rồi nhưng mà đập không được. Nhưng mà thật một điều kỳ diệu đó chính là các bạn này làm sao mà đập được các bạn ơi. Đó, bạn đó sẽ là dùng nhảy nè. Đó, và đồng thời là ấn nút đập đá thì bạn đó sẽ là đập được cục slime màu hồng này. Ảo thế nhờ. Đó các bạn ơi, đấy thấy chưa mọi người. Bạn này giống như là đập thiệt rồi đó các bạn ơi, không biết là ghép hay là thiệt nữa. Rồi, và bạn nào đã đạp được cái cục đá này chưa thì nhớ là comment dưới video này cho mình biết nha. Đó, và tôi sẽ là thử áp dụng cái cách này của bạn Proti đi nha. Đó, bạn đó đã đạp cục slime bở luôn kìa. Wow, wow, quá là ghê gớm nha mọi người. Rồi, và mình sẽ là thử áp dụng cái cách của bạn Proti này. Đó, vừa nhảy là vừa đạp xem là có bở cái cục đá màu hồng kia các bạn ơi. Đó, cục slime màu hồng nằm ở đây. U la trời. Đó, không biết là tôi đập có được hay không nha các bạn. Lúc. Rồi thử lấy ra và nhảy lên đập nè. Đã, lúc trước mình cũng đã thử rồi nhưng mà không được. Oh no. Rồi để tôi chỉnh cái chiều cao nha các bạn ơi. Đó, không biết là cái chiều cao nó có ảnh hưởng đến cái việc đập đá hay là không nữa. Đó, thấy trong video clip là vừa nhảy vừa đập đúng không mọi người? Ồ ho ho. U là trời. Rồi nhưng mà mình không thấy cái tín hiệu gì hết các bạn ơi. Đó, vừa ấn nhảy vừa ấn đập mà mọi người. Hay là mình bị chôn ta? Ảo thế nhờ. Ủa là trời, thấy có nhiều bạn đã đập được rồi mọi người ơi. Đó, nhưng mà sao tôi đập không được. Rồi chắc là mình bị chôn rồi các bạn ơi. Để tôi chỉnh cái nhân vật khác thử xem như thế nào nha. Vậy mình sẽ là chuyển qua cái nhân vật nhỏ nha các bạn ơi. Đã thấy cái trong video clip là nhân vật nhỏ nè. Rồi và thử lại nha. Rồi nhưng mà không được các bạn ơi. Đó, tôi ấn hai nút liên tục mà không được. Rồi chỉnh nhân vật to khổng lồ nè. Đó, thấy chưa. Đập vẫn không được mọi người. Rồi nói chung là bó tay luôn đây các bạn ơi. Rồi chịu thua rồi. Cái này chắc là mình nghĩ là bị chôn rồi các bạn ơi. Đó chứ không thể nào mà vừa nhảy mà vừa đập được cái cục slime này hết. Đó tôi thấy không có cái tín hiệu gì hết đó mọi người ơi. Chẳng lẽ là đập phải có cái tiếng kêu gì đó mọi người. Đó như giống như là tiếng đập đá. Nhưng mà lần này mình không có nghe tiếng gì hết. Đó không có tác động gì luôn mọi người. Rồi chắc là bị chôn rồi, bịp rồi. Và các bạn có thấy số kim cương của mình hiện tại không? Đó chính là 6.999 kim cương là các bạn ơi. Còn một viên kim cương cuối cùng. Rồi và bạn sẽ là nhận một viên kim cương cuối cùng đã từ cái việc là tưới cây nha các bạn ơi. Đã từ cái ông Goro này. Rồi nói chung là góp gió thành bể nha các bạn ơi. Đã một viên kim cương mà nhận là 30 ngày là sẽ là 30 viên kim cương đấy các bạn ơi. Đã nhận một viên kim cương đủ là 7.000 kim cương rồi. Wow wow, và như vậy là ước mơ đã mua siêu xe Rolls Royce của mình là sắp đạt là được hiện thật là các bạn ơi. Một nửa chiếc xe Rolls Royce rồi. Đó chính là 7x7 là 15k kim cương đấy mọi người. Rồi và không biết là khi nào mình đủ là 15k kim cương để mua xe Rolls Royce nữa. Đó mình nghĩ có thể là trong cái thời gian Tết là các bạn ơi, đã tháng 2, tháng 3 thì tôi mới tích đủ 15k kim cương đó mọi người. Và mình thấy là có nhiều bạn cày chay đã cũng đã đủ để giành được 15k kim cương để mua siêu xe Rolls Royce rồi đó. Và thật sự là mình khâm phục những cái bạn đó luôn á mọi người. Đấy, không biết thì sao mà bạn đó không mở hộp nhân phẩm nè đã để dành kim cương nè, nó không có mua đồ gì hết hay sao mọi người. Nó là để dành đủ 15k kim cương mới ghê chứ. Đó, còn mình là mình không để dành nổi các bạn, mình cũng phải là mở hộp nè, đã mua đồ nè mọi người ơi. Và cái ngón kim cương của mình nhất đó chính là mở hộp nhân phẩm đã mấy cái hộp bốc thăm đó mọi người. Không biết là tôi tốn bao nhiêu kim cương vô trong cái hộp bốc thăm đó rồi đó các bạn. Chứ không là mình là đủ kim cương mình mua siêu xe Rolls Royce từ lâu rồi. Rồi và hiện tại là mình đang đi săn cái chú slime đã được tôi nhặt cái xu slime và cũng như là cái cục slime nha mọi người ơi. Đó để mình là chế tạo mấy cái món đồ để tôi tái chế mầm đó các bạn. Đó chứ tại sự kiện còn lâu lắm. Còn là 7 ngày nữa thì mới là kết thúc. Và trong video trước là mình đã có hướng dẫn các bạn là các vị trí bí mật đó để các bạn tìm slime. Và ngày hôm nay mình vừa phát hiện một cái vị trí mới mà không thể nào ngờ đến nha các bạn ơi. Ok, để mình đặt xong cái cục slime vàng mình sẽ là hướng dẫn các bạn. Đây 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 các bạn ơi, đó một cái vị trí mới mà các bạn không thể nào mà ngờ đến. Đã mình vừa phát hiện ra. Đó chính là trong cái khu vực 7 E-level này. Đấy thì trong này sẽ có cục slime nha các bạn ơi. Rồi và trong này sẽ là có cái con slime màu xanh. Đó slime bạc hà đây mọi người. Vậy bên này cũng giống như là cái khu bên siêu thị đó các bạn. Đó trong này sẽ có cục slime bạc hà thôi nha. Ngoài ra thì không có cục slime nào hết. Rồi và vô tình mình vào trong này thì gặp các bạn fan của mình đây. Đó em là fan của anh đây. Rồi không biết các bạn này đã đăng ký kênh cho mình nghe chưa. Đó bạn nào mà kêu là tự nhận là fan của mình là nhớ đăng ký kênh đó nha. Đó và like video này nữa. Chứ là mình đi đâu cũng gặp kêu là em là fan của anh đó, em là fan của anh nè. Đó nhưng mà không thấy ai vô like video về đăng ký kênh đó cả. Rồi rất là buồn luôn.
Rồi em thích xem video của anh lắm. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều đó. Nhớ là ngày nào cũng xem video của anh hết nha. Đó, nói chung là ngày nào anh cũng đăng ra video hết. Đó, em nhớ xem là đầy đủ. Rồi ok, và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.